Okay. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Cao Quay TV. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh em mình lại ra cái cây húng rừng của mình. Hôm nọ có nhiều bác hỏi lắm rồi các bạn ạ, nhưng mà chưa làm được giá. Đây. Nói chung là chốt luôn anh em, có ai đam mê cái cây này quay trực tiếp luôn. Nói chung là đây, hôm nay mình sẽ lấy bằng này phần lá để anh em mình làm món, vừa khử mùi lại vừa làm món các bạn nhé. Ok. Bình thường ấy, cái lá này là hợp nhất với cái gì anh nhỉ? Cái này là tiết canh các bạn ạ. Hợp nhất với tiết canh. Nhưng mà lá này mùi ăn đủ luôn. Mùi của nó rất là đặc trưng đấy các bạn ạ. Mà không những ăn tiết canh, các bạn có thể thái nhỏ cho vào nước mắm làm nước chấm. À. Trông như thế này thôi. Cái cây này bé này anh Nhiên bảo là 2-30 năm tuổi. 2-30 năm tuổi bé này á? Chính xác. Một năm nó chỉ ra mấy lá này thôi. Cây là đánh từ trên rừng về đúng không? Đánh trên rừng về, lúc đánh về nó cũng đã như thế này rồi. Nếu mà trồng cái này trồng không nhầm là trồng được 7-8 năm rồi. Đây nhưng mà nó phải cấm cớm tí này nó mới ra lá. Các bạn vào trồng nó hẳn ở chỗ ngoài không cớm ấy thì là nó rụng hết lá luôn. À. Nó phải cái kiểu mà dưới bóng râm nhỉ á? Đấy. Thì nó mới không bị rụng lá. Hay chia sẻ luôn kinh nghiệm đấy. Hôm nay anh em mình sẽ sử dụng cái lá này để chế biến món ăn ngày hôm nay nhá. Hôm nay anh em mình có toàn là đồ bổ thôi. Toàn đại bổ luôn. Bổ cho cả đàn ông, bổ cho cả phụ nữ thôi. Còn một người khỏe là rất là nhiều món bổ hôm nay. Ok. Bây giờ thì anh em mình đi đâu được nhỉ? Đi lên lán. Lên chạy. Tiện đi qua tổ ong đây các bạn ơi, ong nhà anh Nhiên đây. Ôi, tự nhiên các bạn ạ. Đây bây giờ là đang đi ra ngoài đi hóng mát đi vệ sinh các kiểu đây. Bạn nào mua mật ong thì cứ liên hệ nhá. Đảm bảo là mật chất lượng luôn, không phải cái kiểu mật lỏng tuyền tuẹt đâu các bạn nhá. Mật là đặc. Mật ong nhà tự sánh. Nghĩa là mình bắt từ trên rừng về mình cho vào thùng nó tự xây đấy. Chứ không phải là không thể cho nó ăn cái gì cả mà nó phải tự đi kiếm ăn. Vì ở khu anh em tôi đầy hoa nhãn hoa vải. Không tội gì mà phải tốn công tốn sức cả. Không có mật ong nấu bằng đường đâu nha các bạn nhá. Mật ong nấu bằng đường thì chắc là không phải dùng mật ong đâu, mua đường về để nấu. Mật ong thầy bác chúng tôi được làm từ đường các bạn ạ. Nhưng mà anh em mình không bán cái loại đấy các bạn ạ. Anh em có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu thôi, của nhà làm được thôi. Số lượng có hạn. Đúng rồi, không phải là đại trà, không phải nhiều các bạn nhá. Đây mới đúng là trẻ trâu này các bạn này. Đấy, trẻ trâu ngày nay, trẻ trâu ở chỗ anh em tôi ấy, đấy, là đi chăn trâu thực sự nhá. Còn trẻ trâu bây giờ ấy là cái gì nhở? Toàn đi xe bốc đầu, lạ thật. Trẻ trâu anh em tầm rồi, bây giờ đi thả trâu. Vẫn còn đang mặc quần bố kìa. Đấy, thủ phạm các bạn nhá, làm hỏng cái lán của anh em mình. Cái gì? Đấy, đây này, trâu bò này, hỏng hết lán rồi. Phá lán này, cây rồi này, cây lát này thì chặt băng luôn này. Cái gì? Trâu cọ hết cả ngọn kìa. Đấy các bạn thấy không? Ai cầm dao ai chặt đấy. Trẻ trâu ở đây đấy. Đây các bạn ơi, món ăn chính ngày hôm nay các bạn nha. Ui à. Khênh nhìn dưới. Đại sư huynh, nghe chúng ta có màu gì đại sư huynh? Tèo. Đây là chất lượng không? Ui, anh em treo lên này, đâu. Đây là lòng nè. Đây là từ him. À đúng rồi. Chim. Pín. Đây là cuống gì đấy? Rồi. Cái này là phần khẩu đuôi. Hai quả. Cây này. Ui rồi. Bên được trễ này. Trễ này. Đấy, trễ này. Lòng già này. Ui ôi các bạn nhìn đây. Cái dây này nó chưa rồi. Được thế nào? Còn quá đi. Thôi đại sư huynh cho lên ra lên. Hôm nay ăn đồ cực bổ này thì làm nào? Đấy. Có nghĩa là bây giờ anh em mình phải táo khử mùi bằng cái lá húng rừng nãy anh em mình vừa đi hái về đã. Ok. Bây giờ anh em mình sẽ mang lên để táo luôn các bạn nhé. Ơi các bạn ơi, lên lò. Lên lò. Táo luôn. 1 2 2 3 4 5 6 này. Ui giời ơi, chất gồng. Nào, đổ nước. Nước. Táo nha, khử mùi nhá. La. Cái mùi của cây húng này nó rất là mạnh các bạn ạ. Thế okay. Nên là mình nghĩ khử mùi sẽ rất là tốt. Mình sẽ cho quế, hồi, thảo quả này các bạn này. Đấy, đặc biệt là thêm cái lá húng rừng là mình sẽ ngắt nhỏ ra như này. Mùi nó rất là mạnh. Lên lửa. Nếu mà các bạn mà làm nước chấm ấy hay là ăn tiết canh thì các bạn thái ra như kiểu là thái lá chanh ấy. Lá chanh, thái sợi. Thái chỉ. Thơm lắm. Ít thôi ấy, chỉ cần một tí thôi là thơm lắm. Bởi vì là cả cái cây cũng mấy lá thôi. Nói chung là một năm nó cũng chỉ ra được vài cành thôi, vài lá. Đấy, ok các bạn nhá. Đợi. Táo đã. Nhưng mà ăn tiết canh như anh em mình vẫn còn không hết thì là ổn rồi.
Tàu được một lúc lâu rồi thì anh em mình sẽ cho ra ngoài các bạn nhá. Sạch. Đấy, hoa khế này. Ôi trời, bung rồi. Bung lụa rồi. Đấy. Long non này. Đấy, là nóng. Kỳ này. Cà. Kỳ đấy. Ui, mấy cái đoạn không lòng già già thì ôi ngon, ôi giời ơi luôn các bạn này. Ui khá là nhiều đấy. Ui. Ok. Bà cháy luôn các bạn ơi. Bây giờ mình bắt đầu đi rửa qua để anh em mình nấu nha các bạn nhá. Nấu kiểu miền núi các bạn nhá. Mùi cái lá húng rừng này cực kỳ là được rồi. Để khử mùi của cái mùi lòng này là rất là ok các bạn nhá. Rửa lại phát nữa các bạn. Tài cầm cho ngửi xem còn mùi không? Hay là nó bây giờ nó là mùi thơm rồi? Mùi quế hồi thật quả. Mùi đặng lá húng rừng. Đậm lắm nhưng mà vẫn thơm. Tại mình rửa thì chắc là nó cũng bớt đi. Rồi, giờ mình sẽ rửa sạch. Ui, cái này nó căng ra. Người là còn không muốn khử mùi mạnh để còn giữ nguyên mùi để còn mùi đặc bò trưng. Wow, này nó cũng nổ. Bây giờ anh em mình sẽ thái nhỏ vừa miếng các bạn nha. Đây nó gọi là chim bò. Giòn lắm các bạn ạ. Ngon đấy. Đây nấu vừa tầm là ngon này. Đừng nấu mềm quá các bạn nhé. Mềm quá thì các anh em mang đi chấm bánh mì. Quả này là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Đàn ông không biết bổ cái gì nhưng mà anh em nhìn thấy đã khoái rồi. Mọi người ở Việt Nam mình hay bảo thế mà. Đấy. Ăn gì bổ nấy. Chính xác. Đây, cái phần này là phần khấu đuôi nó của cái phần lòng các bạn ạ. Rất siêu ngon. Kể luôn. Cái này mà Ninh vừa tầm này nhậu thì ôi luôn các bạn này. Ôi. Đây là trễ này các bạn này. Trễ bé tí. Con này con, là con bê rồi. Con bò thì to mà cái trễ nó bé ghê. Đây. Con này chắc giòn lắm này. Thái nó biết là giòn luôn này các bạn này. Cái độ nó bé này các bạn ạ. Nó mà to nữa thì được thưởng thức nhiều cái đoạn giòn hơn. Giòn thôi, để ăn hương ăn hoa vậy thôi. Đấy. Đây là gọi là hoa khế. Chỗ này cũng ngon đấy chứ anh nhỉ? Ngon. Giòn đấy. Ok, nói chung là hôm nay anh em mình tạo được cái những cái phần thì nội tạng này là rất là ok các bạn nhé. Thuộc dạng là ngon, tươi ngon là rõ rồi. Tươi ngon mà. Phần này là phần cuống dạ dày này anh em này. Nhìn ngon nhỉ, không biết là dai không? Nhìn trễ nhỉ? Cuốn ra dày đây. Cuốn này, bên ngoài là bọc một lớp thịt. Cái này mới ngon đấy. Anh em cáu như này là em chỉ thấy có khúc như khấu đuổi. Không, còn này chấm muối hạt rồi, chuyển được luôn. Ui, khấu đuôi này. Ok luôn và ngon phải biết anh em ơi. Nhìn thế này đã nghĩ đến cái gì rồi? Rượu. Bia. Nhậu. Này là phần lòng non anh em ơi. Và đồ ngon. Nhìn đã thấy thèm rồi. Mày anh em mình sẽ nấu kiểu gì đây anh Niên? Anh em mình nấu kiểu miền núi các bạn. Đó là cách nấu đơn giản nhất. Dễ nhất. Mà ngon, ngon không lấy tiền. Đúng rồi. Các bạn mà nấu kiểu lạm dụng nhiều gia vị ngoài quá nó cũng không chỉ ngon bằng mình dùng ít gia vị đâu. Nhưng mà ăn lâu lâu mình đổi món đi thì nó lại ngon thôi chứ còn. Đây gọi là hồng kê các bạn ạ. Kê hơi hồng. Đấy các bạn thấy chưa? Chất lượng không? Đây gọi là ngọc gì nhỉ?
Ngọc B. Ngọc ngọc bò. Bò nó có màu vàng này đấy. Ấy dù ôi. Chắc là không ngon lắm đâu, không bổ lắm đâu anh em ơi. Cắt có thấy nó cong cong này, thốn quá anh em. Uầy, quá ngon các bạn ơi, nhìn này. Đấy. Quá phê luôn. Các bạn cho cái định giá xem là okay. cái khay này của anh em tôi là đáng giá là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mà anh em mà đi ăn lẩu ở quán. Ngoài quán thì lẩu lòng ấy. Các bạn định giá theo cái này là chắc là cũng rẻ, cũng 1,5 triệu. Nguyên liệu phụ để phi thơm thì mình dùng gừng với lại tỏi nha các bạn nhé. Đấy, gia vị thì mình dùng hạt nêm này, muối hạt dổi làm nước chấm, mì chính, đường, hạt dổi, tương ớt này, chút tương bần này, mắm, dầu ăn, với lại cái này là gọi là ngũ vị hương, ngũ không cái quế hồi thảo quả mình xay nhuyễn. Xay ra đúng không? Đấy, quế hồi thảo quả xay nhuyễn. Bây giờ bằm nguyên liệu phụ các bạn nhá. Rồi, phi cái nguyên liệu phụ cho các bạn nha. Cái phần lá húng dổi thì nữa mình thả sau. Khi nào mình gần múc ra thì mình sẽ thả. Ồ, bếp gà này hơi bé. Chưa. Mắm nha anh em nha. Ôi ôi, nhức lách. Tương bẩn. Đây gọi là nội tạng bò hổ lốn các bạn nhé. Cái này là quế hồi thảo quả. Đấy, anh em mình xay nhuyễn rồi đấy. Tán nhuyễn này thì nó thơm hơn các bạn ạ. Thêm tí hạt dổi. Ít hạt dổi này. Đổi. Đường đường. Đấy, xong mình sẽ cho cái phần lòng bò vào. Đảo. Cho lòng bò vào đảo nhé các bạn nhá. Ôi. Không phải lòng mà có chung là hổ lốn. Hổ lốn. Rất nhiều. Chỉ được nước rồi. Ăn được hồi đấy anh ạ. Đã thế thì sao? Xào, coi như là ăn được. Xào. Mình sẽ cho thêm chút tương ớt nha các bạn nhá. Hạt nêm, mì chính, đảo đều, cho nước các bạn nhá. Cái này mình không cho nước nhiều đâu, mình đun chấp chấp tí nữa anh em mình chuyển luôn. Cho nước các bạn nhá. Được chưa? Ok nha. Cho thêm tí nữa, một tí nữa nó cạn. Okay. Ok. Bây giờ thì cứ đun ra anh nhỉ? Đun rồi. Đun sôi lên có nghĩa là mình tí mình nêm nếm lại gia vị mà mình cũng phải nếm luôn là nó vừa tầm là anh em mình sẽ bỏ bắc ra. Ok. Ok. Hôm nay mình sẽ làm hai loại nước chấm nha các bạn nha. Tương gừng đã. Đó, tương mình sẽ cho đường vào. Anh em ăn cay có thể cho ớt nha. Cho thêm ít chanh nữa. Đấy, bên này thì mình sẽ làm muối hạt dổi các bạn. Muối của anh em mình. Đấy, cũng vắt chanh vào là chỉ việc chấm thôi. Ok. Vắt chanh. Đó. Húng. Được rồi thì mình sẽ cho là húng rừng vào. Ok. Xong là mình sẽ múc luôn ra. Bát. Dần dần đấy. Đấy, dần vừa đi làm về. Mình vừa mới đi làm về. Đi làm về mà làm bát này chắc là anh nghĩ là cũng hết mệt đấy nhở. Cái này về tối khỏi. Nhìn chất lượng không? Cẩn thận bỏng đấy nhở. Cứ múc đầy vào. Anh em mình sẽ để đây cho nóng nhá. Nó ăn hết đây, thì lại đây là món hổ lốn à? Hổ lốn này. Ok, được. Chim bò này, trễ bò này, cá. Ôi giời, lòng. Bọn thấy hấp dẫn không? Đi. Ra thưởng thức thôi. Đầy đủ. Ui dồi ôi, thơm chưa các bạn ơi. Ngon, mời các bạn thưởng thức nha. Một bát này mình bán rẻ thôi, 50.000. Bạn nào okay. Bác nào lên đây chơi anh em mình bán cho bạn là 50.000. 50.000 cộng thêm một két bia nữa. Nào. Ok, chuẩn bị vào đi. Đấy,
Rồi mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá. Mời tất cả mọi người đây, mời anh em nhé. Miếng khấu đuôi này các bạn này. Ui anh nên ăn chọn miếng ấy thế. Ý. Rồi, mời anh em đây, mời mọi người nhá. Ui, ở đây là đúng cái đầu luôn này. Đỡ làm sao được. Ôi, không sao, chấm tí mới ngon. Ăn miếng gì đấy, miếng này là miếng bong bóng rồi. Bong bóng. Bong bóng này hơi dài đấy. Mời các bạn nhá. Hơi dài đấy, đúng không? Chị mời bạn nhá. Ui, giòn đét, tài ăn cái đầu ấy. Ăn đầu chim nhá. Đúng rồi. Có sao nói vậy. Thế mẹ ăn cái đoạn cái thân giòn lắm. Đấy, cái giữa. Thơm. Chuẩn xương lắm. Đấy. Nào có cái lá húng mà ngon thơm lắm. Ngon hơn đấy. Ừ. Ngon. 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 Thôi rồi luôn đúng không? Mắc ơi. Giòn. Cứ phải gọi là béo ngậy ơ. Làm tí ấy đi, làm tí cà đi. Ôi dồi ôi, cà đây này. Cho cái cà đây. Ui dồi, ngon chưa? Đấy, ăn gì bổ đấy. Ăn gì bổ đấy à? Gắp cho người có vợ chưa à? Đấy, đúng không? Thử độc. Này, thử độc, ngại quá. Ui dồi ôi. Nấu trễ trễ. Trễ đấy. Khấu trễ à? Ừ, cái chỗ trễ đấy giòn lắm đấy. Chấm muối ăn rồi, mình lại thích chấm muối ăn rồi hơn. Giòn không? Giòn. Giòn đẹp. Nhưng mà những phần lòng non này nếu mà dày dày như này ăn rất là ngậy các bạn nhé. Ăn nấu như này vừa chấm nữa là tuyệt vời. Nấu cái này đơn giản mà ngon đấy. Đơn giản là ngon nữa là hợp nữa là cực kỳ. Không quan trọng nhất là vẫn là lá húng rừng các bạn. Thơm đúng không? Nó thơm một kiểu khác. Khó nhỉ? Cái này các bạn lại không có. Bác nào muốn mua thì cứ liên hệ anh Niên ý. Nhà mình có mấy cây thôi. Số lượng quá hạn. Có hạn. Bác nào nhanh tay thì được à? Bản sao giới hạn. Có giới hạn. Đây này. Đó lắm. À đây, cái miếng này là miếng ở cái đoạn này. Kê đấy. Kê. Thế miếng này miếng ở đâu? Miếng súng. Miếng súng. Thế cả đầu luôn. Giòn đét. Không còn kiểu trơn trơn. Nó kiểu keo keo ấy nhỉ. Ta lại gắp được miếng trễ đấy. Trễ đấy mới ngon. Đây bạn luôn được trễ nhỉ. Ngoài đó miếng trễ là không? Dình có miếng trễ nào đâu không. Đứng nữa hạ đứng. Đây nha. Đây rồi. Gì mổ đấy các bạn ơi. Nói chung là kê này thì nói chung là không biết có bổ không, nhưng mà anh em cứ ăn đã. Nói chung là ngon các bạn ạ. Anh nhìn bổ đấy. Xô. Ê, ngon. Lòng non. Lòng non béo ngậy, ngon. Ngon. Cái mỡ bò đấy, chế đấy, chế đấy em. Chế bò đấy. À. Mình được cái miếng không? À đấy, đấy cái anh mà cuốn dạ dày phải không? Dạ dày đấy. Xem bây giờ nó giòn hơn lúc nãy chưa? Ồ, được. Giòn dai dai à? Ừ. Ở đây nè. Đây. Đấy ông bảo em chọn nhưng mà nó tự tìm đến em à? Đấy. Nó một có cái gì ma lực ấy. Rất là nhiều sự lựa chọn trong cái bát này các bạn ạ. Ông thọ vào luôn này. Việc này anh em ạ. Đấy em đi vệ sinh tí các bạn ạ. Người tạm nghỉ. Tạm dừng cuộc chơi. Ăn nhiều. Đâu sao vẫn có một cái đũa bên này này. Ông Thọ vlog các bạn ạ. Ông Thọ vlog đi bán sữa về. Cái miếng mình ngon quá này. Ông Thọ hôm nay bán được nhiều sữa chưa? Người đàn ông cũng khá. Sữa của ông thì lúc nào cũng gọi là trên thị trường thì lúc nào cũng là chạy. Cũng phải thiếu. Nó là rõ ràng. Mỗi mình không có sữa. Người đàn ông sữa. Ông thấy món này ngon không? Quá tuyệt vời. Rồi. Cái này mà có món ít rau thơm để ghém cùng nữa thì quá ngon. Vâng. Mà hôm nay không có rau thơm. Ăn món này trước tối về mình ăn. Ăn rau thơm. Ăn rau à? Đây là món gọi là rau pháo đấy đúng không? Không ạ, đấy là quả cà. Quả cà. Cà này cá bò. To đấy. Hợp lý đấy, về tối nay về là chú là vợ yêu hơn đấy. Theo các người ta nói là ăn cà bổ cà, không biết có phải không. Thôi mình cứ ăn mình cứ ăn xem nó có bổ không nhá. Ok
kiểu gì cũng bổ. Không bổ thì ngái mà. Ăn trước khi ăn thì vừa tối hôm trước vợ quát ăn xong sáng hôm sau lại anh yêu đúng không? Mãi yêu anh. Ăn thì đấy mai nhiều sữa đấy. Bùi lắm. Lần đầu tiên ăn cái này mà lòng non công nhận là cũng ngậy ngon. Tuyệt vời luôn đúng không? Thật mà mọi khi là ông dám ăn cái quả cà này đâu. Nhưng hôm nay ăn công nhận là cảm thấy nó rất là bùi. Các bạn nếu mà chán nấu với khế các thứ rồi thì hãy nấu thử theo cách của anh em tôi nha. Thật sự nó rất là thơm các bạn ạ. Đặc biệt là cái lá húng rừng các bạn ạ. Nó không hề bị còn mùi gì nữa. Không có một mùi nào luôn mà đỡ ngấy. Yep. Sực ngon. Thiếu duy nhất là cái chưa vào đó là ít bia các bạn. Gọi ship bia vào đây hơi xa nên là đợi. Mình ăn trước không tí nữa đi uống bia uống rượu sau. Đây là dạ dày nhá. Cuống dạ dày, hơi dai. Hơi dai. Không, cũng không dai lắm đâu, nhưng mình là ăn được. Okay. Các cụ Các cụ thì chịu, còn mình thì may vẫn được đúng không ạ? Không dai lắm đâu, giòn mà. Và có răng ăn được. Nín thở bao cỏ các bạn ạ. Nói chung là ăn cũng no đấy các bạn ơi. Đấy nhá. Con. Ngon luôn á. Hết rồi, hết rồi, hết chảo rồi. Ông Thọ phải ở đây một tí nữa. Ôi giời, hơi thiếu ấy phải không? Việt ngay mà. Ông đang bế cổ. À, với lại canh ngon là ông thiếu cái nước lọc. Đấy, bây giờ ông về ông lấy rượu lên đi các bạn ạ. Để chiến đấu ấy. Ok, hôm nay ông chia sẻ được các bạn một cách nấu gọi là món nội tạng bò hổ lốn các bạn ạ. Toàn những món ngon nhé, chim bò, trễ bò nhé. À. Hoa khế đủ thứ, lòng gà lòng non ăn rất là ngon. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ anh em Công Quê nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào bạn nhá.